Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, tại tuyến đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, có hàng chục cây hoa sữa bỗng nhiên héo lá, khô cành, rồi chết một cách bất thường. Tại tuyến đường Y Quang, phường Y Tam và đường Nguyễn Công Trứ, hàng loạt cây hoa sữa cũng trong tình trạng tương tự. Những cây hoa sữa này đa số đều có đường kính hơn một vòng tay người ôm, được trồng từ hàng chục năm trước. Mình thấy là nó cây nó bông nó thơm rồi, nó mà tự nhiên nó cách mà thấy nó biết một cây nó trồng biết một cây trồng biết phải mấy mươi năm rồi. Ông Bùi Văn Quý, tổng giám đốc công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk cho biết, hoa sữa trụi lá héo cành là do dịch bệnh, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đầu độc. Hiện nay đơn vị đang tìm nguyên nhân khiến cây hoa sữa chết hàng loạt, đồng thời cũng tìm giải pháp để cứu cây.